Vâng, xin chào bạn. Người thợ may thì sẽ thường thuận tay phải, nhưng để có những cái đường may đều tăm tắp và cái bề mặt táp lô vô cùng mảnh mai, vô cùng quyến rũ, vô cùng đẹp trên những chiếc xe Lexus thì người thợ may đó còn phải thuận cả tay trái nữa. Và tất nhiên rồi, để luyện tập được cái lực đều nhau như vậy thì tất cả những người thợ thủ công Takumi của Lexus hàng tuần đều phải luyện một cái bài tập rất đơn giản nhưng rất khó. Đấy là gì? Đấy chính là gấp một con mèo giấy bằng tay phải trong bao nhiêu giây thì khi gấp bằng tay trái cũng phải hoàn thành trong từng đó giây. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một mẫu xe được hoàn thiện bởi những người thợ như vậy. Vâng, Lexus ES250. Vâng, sự thay đổi lớn nhất trên Lexus ES250 thế hệ thứ 7 chính là thiết kế. Các bạn có thể thấy toàn bộ những cái đường nét thiết kế nó đã sắc sảo hơn thế hệ trước rất nhiều rồi. Nó sẽ không còn tròn, không còn vẻ yếu đuối và có gì đấy hơi tà già. Thì nay, với ngôn ngữ Alfinet, với lưới tản nhiệt được mở rộng ra, trông rất đẹp. Cá nhân mình thì mình thấy đó là một sự đặc biệt. Nhưng mà cái lưới tản nhiệt này nhá, cũng xin thưa với các bạn rằng theo cái thiết kế Alfinet này thì ngoài cái vẻ đẹp ấy, nó còn có cái công năng nữa. Ở đây thì với thiết kế như thế này thì nó sẽ giảm cái lực va chạm. Nếu như chạm phải người đi bộ chẳng hạn, bạn sẽ bớt đau hơn. Hay là những cái khe hở giữa máy và cái phần cản xung quanh, phần phía trước xe này cũng vậy. Nó sẽ giảm đau cho chính người ngồi lái hoặc người ở trong khoang xe, bởi vì nó sẽ hấp thụ xung lực đó. Ngoài về cái thiết kế, bạn có thể thấy đẹp, tôi có thể thấy chưa đẹp, thậm chí là tôi lại thấy quyến rũ. Mỗi người một quan điểm, nhưng rõ ràng cái giá trị về sự an toàn nó mang lại, điều đấy chúng ta cũng phải ghi nhận. Các bạn có thể thấy là phần đèn pha này, phần đèn pha có lẽ là một cái phần mà rất sắc nét trên cái dòng ES mới này. Đó, hình chữ Z rất sắc sảo luôn. Trên cái dòng F Sport hoặc là ES350 hoặc ES300H ấy, thì bạn sẽ thấy được cái thiết kế đèn LED nó còn đẹp hơn nữa. Mình nhớ không nhầm nó là sẽ có 24 bóng LED, nhưng trên bản ES250 có thể nói là bản thấp nhất, được bán tại giá Việt Nam giá khoảng 2,5 tỷ. Đấy, thì chỉ được trang bị đèn LED dạng Project này thôi. Và điểm đặc biệt trên cái dòng ES thế hệ thứ 7 này chính là được ứng dụng cái hệ thống khung gầm platform mới, đấy chính là GAK. Nó sẽ cứng hơn, nhẹ hơn. Đấy, các bạn có thể thấy không? Trong xe rất là dài và trường, với những đường nét rất tinh tế. Và toàn bộ các thiết kế của xe ấy, các bạn sẽ thấy là trông nó giống cái mẫu Lexus, mẫu xe thể thao Lexus LC ấy. Đẹp hơn, xe lúc nào cũng như tiến về phía trước và nó có một cái điểm tụ này. Cái điểm tụ, điểm tụ chính là cái logo này. Và những đường nét nó vuốt theo cái nắp capo từ dưới lên trên, rất đẹp luôn. Thực sự là sắc sảo. Tất nhiên nó sẽ còn mang lại cái giá trị về cái khí động học nữa, cái lợi thế về khí động học nữa. Và điểm đặc biệt trên cái ES mới này, các bạn có thể thấy cái trụ chữ A này, nó đã nhỏ hơn rất nhiều rồi. Nó nhỏ hơn. Đấy, cấu trúc khung gầm GAK mới nó sẽ mang lại sự cứng vững cho cái khoang bảo vệ hành khách, cũng như giảm trọng lượng và đặc biệt là thu gọn những cái trụ này, hạn chế những cái điểm mù và mang lại cái sự an toàn cho người lái. Thực ra trên cái dòng ES này lúc nãy có mấy chiếc xe chạy qua là màu đỏ rồi là màu trắng rất là đẹp, thì các bạn sẽ thấy được cái gương hai màu. Cái gương này thì về mặt thiết kế, về mặt thẩm mỹ thì nó không khác gì trên cái mẫu LS mà Hùng đã giới thiệu đợt trước rồi. Đấy. Và một cái chi tiết tai rất nhỏ này thôi, nhưng khi xe chạy nhanh nó là cả một vấn đề lớn. Nó nằm trong cái phần khí động học ạ. Cái luồng khí nó sẽ hướng qua khe gương. Một chiếc gương cũng được thiết kế khí động học và hướng cái luồng gió vuốt ra phần đuôi xe. Chút nữa phần đuôi xe mình sẽ chỉ thêm. Đó, thì nó đè cái xe xuống. Vâng, khi sở hữu một chiếc xe sang thì phong thái mở cửa hoặc là mọi cái thao tác cử chỉ đều phải nhẹ nhàng và sang trọng. Thì cái tay nắm cửa của ES cũng vậy. Đây, chìa khóa trên tay, chạm vào đây mở cửa luôn, mở chốt luôn, kéo ra. Và chắc chắn rồi, khi bạn đóng lại cũng rất nhẹ thôi nhá.
thì bạn cũng chỉ cần chạm vào đây. Đó. Rất nhẹ nhàng. Ngay cả cái câu chuyện đóng mở cửa thôi thì nó cũng khá giống với câu chuyện luyện tay gấp mèo giấy. Cửa thì rõ ràng là không có hít rồi, nhưng một em bé 5 tuổi chỉ cần với một lực nhẹ như thế này cũng đóng được. Một cụ già 80 tuổi chỉ cần xô nhẹ thôi cũng đóng được. Đó, đó là một cái điểm khá hay trên cái dòng xe Lexus. Rất tỉ mỉ nha các bạn. Đó. Sự khác biệt là vậy. Bây giờ các bạn có thể có lẽ là không phải nói quá nhiều về thiết kế nữa. Các bạn có thể quan sát ngay phần đuôi trên ES250. Về phong cách thiết kế, về đường nét, về ngôn ngữ, có thể nói là nó khá giống với LS. Phải nói là em của LS thì đúng hơn. Đấy, các bạn thấy phần đèn không? Rất đẹp luôn. Đấy, đường mạ chrome chạy này, từ trái sang phải. Đó, nối liền luôn. Nó không, vẫn chưa theo cái trend của các cái dòng xe đời mới ngày nay là nối liền hai cái vùng đèn. Nhưng rõ ràng cái đường nét mạ chrome này cũng rất quan trọng. Và cái phần mà hướng gió lúc nãy chạy bên sườn xe, lúc nãy mình muốn nói đây ạ, nó được vuốt như thế này và nó tạo ra cái dòng khí nó đè cái xe xuống. Và trên ES250 này cũng được trang bị cái chức năng đá cốp. Bây giờ mình sẽ đá thử cái xe nào. Lên thật. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái chức năng lên cốp, mở cốp hay là đóng cốp của Lexus đấy, nó có một điều khá đặc biệt khác với những chiếc xe mà chúng ta vẫn thường so sánh là câu chuyện xe Đức hay là xe Lexus đấy. Thì đây, đây các bạn sẽ nghe nhé, các bạn sẽ nghe, ghé sát tai vào để nghe. Tịch, rất êm, rất êm luôn. Đó, thì cái triết lý của Lexus, cái tiêu chí của Lexus là họ tạo ra những chiếc xe rất là êm. Ôi, wow. Thơm bạn ạ, thơm các bạn ạ. Thơm tho lắm. Nói chung là ngồi vào xe sang thì mình cũng trông nó ngoài phong lẫm liệt thật, trông nó sang trọng hơn hẳn. Nhưng đấy là cái câu chuyện vui thôi. Nhưng các bạn khi mà đặt mình trong khoang của Lexus ấy thì sẽ thấy được cái sự dễ chịu. Rất là dễ chịu. Nó có một cái mùi gì đó nhẹ nhẹ, thoải mái. Và có lẽ là mình nghĩ rằng đấy là cái hệ thống điều hòa mang lại chăng. Hệ thống điều hòa trên cái mẫu xe này, đây, mình bật luôn. Ngồi trong xe dễ chịu thì phải có cái hệ thống cung cấp khí, lọc khí. Đây, giao diện tiếng Việt hóa, nhưng mà tiếng Việt này mình nghĩ là dịch chưa chính xác lắm đâu. Để mình xem, mình bật luôn nhá. Mình bật luôn này, mình bật luôn tham vấn khách hàng. Cái từ này chắc dịch không đúng, nhưng mà khả năng cái chức năng này, chức năng là full nano hay chế độ nano gì đó. Mát lắm. Hệ thống điều hòa trên Lexus nó cũng là một cái sự đặc biệt. Khi mà nó chia hai cái luồng khí ra, một phần thổi ở trên thì có cái độ ẩm cao hơn, còn phần ở dưới, thổi ở phần dưới chân thì nó sẽ khô hơn. Ví dụ chân mình mà lắm mồ hôi thì yên tâm luôn, đặt ở dưới khô nhanh lắm. Và đây, riêng cái hệ thống điều hòa này cũng hay này. Để mình tùy chọn. Đây, mình vào tùy chọn cho các bạn thấy. Đây. Rồi. Đấy, mình bật cái chức năng đây lên. Đó. Rồi. Bây giờ chức năng này là điều phối các cái dòng khí cho nhiều người này. Ví dụ mình ngồi ở ghế lái, bạn ngồi ở ghế phụ bên phải, hai người ngồi phía sau, thì nó sẽ thổi đều, chia gió ra rất là đều, cảm biến hết nhá. Và nếu như hai người ngồi hàng ghế sau rời khỏi xe thì nó sẽ tự động điều chỉnh lại các luồng không khí cho dành cho hai người ngồi trước. Đó, Lexus là vậy, luôn rất tỉ mỉ. Lexus sẽ không đọ công suất với những dòng xe Đức, nhưng sẽ rất tỉ mỉ cho người sử dụng. Và quay trở lại phần thiết kế của toàn bộ cái dàn táp lô phía trước cũng như các chức năng, thì các bạn có thể thấy so với ES250 đời trước ấy, thì những cái giao diện như thế này này, những cái chức năng này đều hướng về người lái rất là nhiều. Và trên cái mẫu ES250 này thì mình thích nhất là cái màn hình đây. Cái màn hình này khoảng 12,3 inch gì đấy, nhớ không nhầm. Cái đồng hồ này thiết kế nó cũng tinh tế hơn này. Ngày xưa nó nằm đâu đó ở dưới đây này, thì bây giờ đã được chuyển lên góc trái của màn hình rồi. Độ phân giải của màn hình này cũng khá tốt. Nói chung là mình nghĩ là có thể đánh giá là sang trọng được rồi. Còn siêu cao cấp thì là chưa.
Và để điều khiển toàn bộ cái này thì mình có thể cảm ứng được không? Oh no. Mình sẽ điều khiển trên cái màn hình cảm ứng ở dưới bên này ạ. Đó đó. Nó khá giống trên cái dòng máy MacBook. Cũng khá nhạy. Nhưng mà tất cả những cái phần cài đặt thì mình nghĩ là khi xe di chuyển, à xin lỗi, khi xe dừng á, thì mình nên cài đặt trước. Bởi vì cái việc vừa lái xe mà vừa di lại vừa nhìn như thế này, nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề an toàn. Mẫu xe này thì cũng được trang bị kết nối Apple CarPlay. Rồi, bản đồ Việt hóa không? Bản đồ Việt hóa hết nhá. Đó. Tìm các điểm đến thì chúng ta đánh vào đây. Cái này thì cũng quá cơ bản rồi. Rồi, cửa gió điều hòa cũng rất đơn giản. Nhưng mà những cái vật liệu này mình nghĩ là nếu mà sang trọng cao cấp hơn nữa thì sẽ yêu hơn rất là nhiều. Cái phần điều khiển điều hòa này, rồi sấy ghế, điều chỉnh gió, rồi radio vân vân thì cũng đã thiết kế tinh tế hơn cái đời trước nhiều rồi. Chưa phải là cảm ứng. Để mình gẩy cái chuyển điều hòa này cho các bạn thấy cái nhiệt độ này. Đó, nó sẽ hiển thị trên cả cái bảng thông tin bên này, cái màn hình thông tin nhỏ bên này. Và đồng thời hiển thị trên cả màn hình thông tin lớn. Thì khi vừa lái xe chúng ta có thể vừa gẩy như thế này, vừa điều chỉnh. Thì nhìn trên màn hình lớn là đủ rồi. Còn toàn bộ các chức năng ở dưới đây thì có thông gió cho ghế này, sưởi ghế này, sấy vô lăng này, điều khiển cái màn che nắng ở cho hàng ghế sau này. Đó. Đồ đọc đĩa rất cơ bản. Nhưng có lẽ là trên Lexus ấy thì các bạn sẽ thấy tất cả các hộc chứa đồ. Các hộc chứa đồ của Lexus ấy. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn những cái phần tỉ mỉ nhá, rất tỉ mỉ Lexus, ví dụ như là những cái nắp che này này, nó là cơ mềm. Đó, mở ra có tiếng động không? Không hề có tiếng động luôn. Yên tĩnh, đấy là tiêu chí của Lexus. Hay là cái nắp cốp bên cạnh này cũng vậy này. Đó. Các bạn có thể thấy không? Đấy, mình đóng này. Không nghe tiếng động. Bình thường như các cái xe khác ấy thì mình đóng nhiều khi còn cái tiếng lạch cạch nó nghe rất rõ, nhưng mà đấy, đóng mạnh hơn một chút. Tạch cái thôi, rất nhẹ như chính chiếc cốp. Và cái sự tỉ mỉ đấy nữa. Ngay cả cái khay đựng cốc này cũng vậy. Nó có một cái sự đặc biệt mà mình sẽ phải lấy một cái cốc của mình ra. Đó. Bình thường thì các cái khay để cốc ấy chỉ để được một chiếc cốc tròn như thế này thôi. Nhưng Lexus có thể để được một chiếc cốc có quai. Đó. Không cần công nghệ AI, không cần những cái siêu cao thủ nào đấy về công nghệ số cả. Nhưng những chi tiết này thể hiện một sự nghiên cứu về khách hàng, cái hành vi của khách hàng rất 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 tỉ mỉ. Rồi, hộp số 8 cấp với cần số nó hơi ngắn một chút. Nó hơi ngắn một chút. Mình nghĩ nó có thể thiết kế đẹp hơn nữa. Đó. À, hộp số 8 cấp có chế độ cộng trừ. Rồi, gẩy số trên vô lăng. Đó. Và 3 chế độ lái. Normal, Eco và Sport. À, bây giờ mình sẽ chuyển luôn nhé. Cái cách bố trí, cách thiết kế này giống hệt chiếc LS mình đã giới thiệu rồi. Đây, mình đây, đồng hồ kỹ thuật số này. À, chuyển sang màu đỏ. À, chuyển sang Sport là màu đỏ luôn. Cái giao diện trên cái đồng hồ trước vô lăng này nó khá giống với cái mẫu gì nhỉ? Cái mẫu siêu xe thể thao của Lexus LFA. Đấy. Mình nhớ rằng là trên cái màn hình này cũng có thể điều chỉnh được. Để mình xem, có cảm biến áp suất lốp. Rồi, đây để mình điều chỉnh xem nó có khả năng điều chỉnh sang được cái hiển thị đồng hồ kỹ thuật số nhé. Đồng hồ kỹ thuật số. Rồi, à đây, speed meter, đây, digital, chuyển sang analog luôn. Khá đẹp đúng không ạ? Rồi, xe chưa được PDI cho nên là cái cảm biến áp suất lốp thì nó vẫn đang báo. Đó, nhắc nhở xăng, xe mới về mà.
vừa mới về là bóc tem luôn. Rồi, đây hiển thị thông tin này, quãng đường di chuyển này. Đấy, cảnh báo áp suất lốp cũng chưa hiển thị bởi vì cũng chưa cài đặt, xe rất mới luôn, vừa mới bóc tem luôn các bạn ạ. Hướng chuyển động, rồi nhạc hỗ trợ giữ làn đường cũng có nhá. Rồi, các cài đặt thì chúng ta có thể cài đặt ở đây, cảnh báo vật cắt ngang này, các di chuyển này, rồi cảnh báo điểm mù này, có hết trong đây thì chúng ta có thể vào đây chúng ta xem. Rồi, màn hình hiển thị trên kính lái có luôn. Đây, các bạn có thể nhìn ngay trên cái góc trên kia. Đó, cái hướng di chuyển. Và thực sự nếu mà nói về cái thiết kế của vô lăng này, thực sự là một cái thiết kế khá là đẹp, nhỏ nhắn này, với da và gỗ. Miết không thế này cũng đã sướng rồi. Và trông rất là đầy đặn. Cruise control, các cái mode điều khiển trên vô lăng đầy đủ. Nhưng mà cái này chị không hiểu là wow, bấm phát là lên loa luôn. Loa loa trên ES250 là 10 loa nhé, loa tiêu chuẩn của Lexus, chưa phải mắc Leverson. Và đây các bạn có thể thấy này, xe cực kỳ mới luôn. Đó, ni lông còn giữ nguyên nhé. Đó, những đường may này, nhớ ba vị trí này. Rồi, tay nắm cửa rất đẹp. Nhưng mà mình hơi tiếc một chút là ví dụ như cái phần điều khiển các cái kính này này, kính lên xuống đấy, những cái phím điều khiển này thiết kế sang trọng hơn một chút nữa thì đẹp hơn rất nhiều. Nói đến cái câu chuyện kính này, thì kính này là kính hai lớp nhé, có một cái lớp keo trong ở giữa để nó tăng cái khả năng cách âm. Nhưng mà tại sao mà mình hay nói là Lexus nó bền, hay là khách hàng cũng vậy, rất nhiều người nói Lexus đi nó nhẹ nhàng, nó bền lắm. Thì ở đây các bạn có thể thấy này, các bạn nhìn cái việc lên xuống kính. Ví dụ như khi mình lên, mình xuống hết như thế này và mình lên, thì cái hành trình gần chạm vào đây này thì nó giảm cái tốc độ lại. Và nghe, chúng ta gần như là không nghe cái tiếng kính đóng vào cái khung này, rất là êm. Thì đó là Lexus. Cái thứ hai là với cái việc giảm tốc khi sát xuống và khi đóng vào phía trên, thì nó sẽ tăng cái tuổi thọ, tăng cái độ bền của cái motor. Đó, những cái chi tiết như vậy được Lexus nghiên cứu rất rất kỹ. Thì đó là Lexus. Lexus không đọ công suất nha các bạn, không đọ công suất được với hãng xe Đức. Đó. Nhưng mà cái ghế, cái câu chuyện ghế này là cũng một câu chuyện hay này. Cái câu chuyện này là chiếc ghế này đã được các kỹ sư của Lexus nhá, thiết kế, nghiên cứu và để thiết kế ra nó là 3 năm. Và thực sự khi mà mình ngồi vào, mình bây giờ khoảng 72kg, 72 cân, cân hơi đấy, thì ngồi vào cũng thực sự là thấy thoải mái thật. Và họ nói rằng, họ quảng cáo rằng và truyền thông rằng 50 cân bạn ngồi cũng có được cái cảm giác dễ chịu mà chưa cần chỉnh. 80 cân bạn ngồi cũng được, thậm chí 90 cân ngồi cũng được. Cái thứ hai là cái ghế này nó được thiết kế để chống mỏi lưng, giảm tác động gì đến cái đốt sống cụt gì đấy. Thì theo cái nghiên cứu của họ là vậy. Đó, Lexus nó là như vậy. Còn về các chức năng cơ bản, chức năng an toàn thì trên Lexus một mẫu xe 2,5 tỷ thì đương nhiên là có cảnh báo điểm mù có này, auto hold có này, ngắt động cơ khi dừng đèn đỏ có này, cửa sổ trời chưa phải panorama, hơi nhỏ một chút. Một chiếc xe sang như thế này nếu mà rộng hơn thì đương nhiên là sẽ thích hơn nhiều. Nhưng với việc bố trí trên một cái trần xe đã được thiết kế rất là thể thao, nó dốc, nó vuốt về phía sau thì đó cũng là một vấn đề. Đấy, nhưng mà tấm chắn nắng này thì mình phải kéo bằng tay thì phải. Đúng rồi, kéo bằng tay. Ghế lái nhá, sau khi mình ngồi đã cảm thấy dễ chịu rồi, ghế lái điều chỉnh 10 hướng luôn. Đó, ghế lái điều chỉnh 10 hướng. Ghế bên này mình nhớ không nhầm là điều chỉnh 8 hướng. Đó. Đấy, các bạn có thấy không? Khi mình điều chỉnh, motor rất là êm. Rất êm. Phải nói là êm thật. Và ngay cả chiếc nắp của cái hộp này được mở theo hai chiều ạ. Da thì đẹp rồi, da cao cấp. Thiết kế da rất đẹp. Sờ. Nói chung chiếc ghế này cũng là cả một câu chuyện có thể phải kể với nhau, phải nói chuyện với nhau rất nhiều. Và mẫu xe này được trang bị 10 túi khí nha các bạn. 10 túi khí trên Lexus. Thường thì những mẫu xe Lexus thì được đánh giá rất cao về cái độ an toàn. Ở Mỹ đánh giá luôn chứ cũng không phải là ở
ASEAN NCAP đâu. Bây giờ mình sẽ ra hàng ghế sau nhé. Và các bạn thấy mình thì cao 1m72. Đấy, tư thế ngồi như thế này. Khoảng sáng, cái khoảng trống đầu thì được còn từng này ạ. Vâng. Và khoảng duỗi chân, nói chung khoảng duỗi chân là thoải mái. Mẫu xe này đã được thiết kế dài hơn rồi. Dài hơn 65mm thì phải, 65mm 6,5 phân với một chiếc xe là tương đối dài đấy. Tuy nhiên cái phần bề ngang ấy, các phần bề ngang thì nếu như có 3 người ngồi thì mình sẽ phải ngồi hơi lệch sang đây. Và nếu bạn mà cao hơn mình ấy, khoảng 1m75, 1m80 thì khả năng là cái phần đầu nó sẽ bị sát vào thành này nhiều hơn. Tất nhiên với một chiếc xe sang thì chúng ta thường di chuyển với 4 người, mình nghĩ vậy. Đó, trẻ con thì có thể ngồi đây, bệ tì tay. Sẽ không có những cái hàng phím điều khiển gì trên cái bản ES250 này cả. Nó chỉ là những cái khay để nước, ngăn chứa đồ mà thôi, hộc chứa đồ mà thôi. Đấy. Da rẻ, rất đẹp. Và cái phần mái phía sau rõ ràng là sẽ khó mà thoải mái được. Không quá thoải mái, mình nghĩ vậy. Bởi vì cái phần vòm này đã bị thiết kế, cái trụ xe này thiết kế rất dốc. Nhìn ở ngoài thì rõ ràng là cái vẻ đẹp đúng không ạ? Rất đẹp. Nhưng mà rõ ràng là nó sẽ bị giảm bớt cái khoảng không gian phía trong này đi. Đó. Nhưng về cơ bản thì rộng rãi, thoải mái, êm ái. Thích đấy, nói chung ngửi mùi xe sang thích thật. Nó cái gì đấy nó cứ dịu dịu, man mát, sương sướng. Cửa gió điều hòa. Nguồn 12V đấy. Hai jack, hai đầu ra USB. Đó. Và sàn xe thì không phẳng nha các bạn. Mặc dù là mẫu xe này dẫn động cầu trước nhưng mà sàn xe này lại không phẳng. Về cái động cơ trên Lexus thì ES250 thì sử dụng động cơ 2.5, công suất là 204 mã lực và mô men xoắn cực đại là 243 Nm. Nếu như chúng ta so sánh với động cơ của E250 chẳng hạn thì nó là động cơ 2.0 có turbo. Công suất nó cũng khoảng 211 mã lực. Mô men xoắn thì cao hơn, 350 Nm thì phải. Còn đối với cả so với BMW 52, còn đối với cả so với BMW thì thôi, so với 530 thì thôi khỏi nói nữa. Bởi vì Lexus sẽ không thi đấu về động cơ, về trải nghiệm so với các cái dòng xe Đức kia sẽ rất khó. Thay vào đấy Lexus đã khai thác ra rất nhiều những rất tỉ mỉ và cẩn thận, phải nói là quá cẩn thận luôn với khách hàng. Về trang bị an toàn thì Lexus ES250 được trang bị hệ thống an toàn Lexus Safety System 2.0. Có bổ sung thêm các tính năng mới như phát hiện người đạp xe vào ban ngày và phát hiện người đi bộ trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra thì xe có 10 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, camera lùi và cảm biến áp suất lốp. Và thưa các bạn, một cái chi tiết cuối cùng trong cái hệ thống an toàn của ES250 thì rất muốn nói đấy là chính là cái hệ thống túi khí trên Lexus. Cái túi khí này nếu như trường hợp xảy ra va chạm thì cái tốc độ bung của túi khí nó khoảng 300 km/h thưa các bạn. Các bạn hãy hình dung với một cái tốc độ như vậy, nếu như mặt chúng ta đập thẳng vào thì rất có khả năng bị gây chấn thương cho sống mũi. Và nếu như lỡ may chúng ta đã điều chỉnh cái mũi này rồi, đã phẫu thuật cái mũi này rồi thì thật đáng tiếc phải không ạ? Thì cái túi khí của Lexus thì nó lại chia làm hai bên, nó nổ thành hai giai đoạn đương nhiên rồi, nhưng nó lại chia làm hai bên để nó tác động vào má nhiều hơn. Đấy là một trong những cái điểm rất hay trên Lexus. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.